Mình tin rằng đã từng có lúc bạn tưởng tượng đến một viễn cảnh, chỉ cần đặt nội dung lên slide, sau đó PowerPoint sẽ tự động thiết kế cho bạn. Và rồi bạn tủm tỉm cười vì cho rằng đó chỉ là một suy nghĩ viển vông. Nhưng với Office 365, bạn sẽ không còn phải chìm vào giấc ngủ để thấy được viễn cảnh đó nữa, bởi vì nay giấc mơ đó đã thành hiện thực. Với Office 365, khi bạn vào Design, chọn Design Ideas, PowerPoint sẽ mở ra một bảng chứa những bố cục do AI tạo sẵn. Những họa tiết cực kỳ đẹp sẽ được tự động thêm vào slide, thậm chí PowerPoint còn tặng thêm ảnh nếu như bạn chưa có hình minh họa, mặc dù không có liên quan đến Sơn Tùng nhiều lắm. Mọi người có thể thấy những bố cục vô cùng tuyệt vời. Chưa dừng lại, khi mình nhấn vào See More, PowerPoint lại tiếp tục tặng thêm chúng ta vô vàn slide đỉnh cao khác mà nếu như thiết kế thủ công sẽ rất mất thời gian, thậm chí độ thẩm mỹ có thể còn chưa đạt tới. Mình thực sự không biết nhấn See More đến bao giờ thì mới hết nữa, PowerPoint quá hào phóng với chúng ta. Không chỉ tiêu đề, Design Idea còn dùng được với cả hình ảnh, rất phù hợp khi bạn đang muốn tăng thêm tính chuyên nghiệp, đẳng cấp cho slide giới thiệu về hình ảnh sản phẩm và nâng tầm thương hiệu. Chỉ trong tích tắc, bạn sẽ sở hữu những slide mở đầu, kết thúc bài thuyết trình để lại ấn tượng cực mạnh trong lòng khán giả. Chưa dừng lại tại đó, Design Idea còn giúp bạn xây dựng cả một bộ sưu tập ảnh sáng tạo. Những ai đang làm trong ngành thời trang, nội thất hay ẩm thực thì đây chính là giấc mơ mà chúng ta vẫn hằng chiêm bao bấy lâu nay, giờ đã thành hiện thực. Trí thông minh nhân tạo của Design Idea hỗ trợ tối đa tới 10 ảnh trên một slide, thế đã là quá đủ rồi, chúng ta hãy chỉ nên mang theo một chiếc túi 3 gang mà thôi. Tuyệt hơn nữa, Design Idea còn có thể kết hợp giữa chữ và ảnh để sáng tạo nên những slide tiêu đề với chất lượng xuất sắc. Dù là một người có gu thẩm mỹ khó tính đi chăng nữa, khi đứng trước những slide như vậy, mình tin chắc rằng chúng ta vẫn sẽ phải suýt xoa không ngừng. Và đây mới là điều kinh khủng nhất. Với mỗi team khác nhau, chúng ta sẽ lại có những bố cục hoàn toàn mới. Ảnh và chữ sẽ tự động lắp vào họa tiết của team đó. Quá dã man. Mình đã tính sơ qua, PowerPoint có khoảng 45 team. Cấp số nhân lên, chúng ta sẽ sở hữu hàng nghìn bố cục slide khác nhau, đủ để chúng ta đi một chặng đường dài trong sự nghiệp. Thậm chí, chúng ta có thể ứng dụng Design Idea cho slide bao gồm một tiêu đề, một đoạn văn kết hợp với ảnh. Đây có thể nói là một cấu trúc slide phổ biến nhất trong một bài thuyết trình, một bài giảng và cả slide đấu thầu, slide giới thiệu tính năng, điểm mạnh của sản phẩm. Bạn có thể dùng cho cả slide hai ảnh, thậm chí là ba ảnh. Design Idea sẽ tự xử lý khoảng trống sao cho mang lại cảm giác cân đối hoàn hảo nhất giữa phần chữ và phần ảnh. Thực sự quá tuyệt vời, PowerPoint bây giờ đã ở một đẳng cấp rất khác so với tưởng tượng của chúng ta. Hơi tiếp một chút, đó là Design Idea hiện tại vẫn chưa hỗ trợ slide chứa hai đoạn văn trở lên. Vì vậy, chúng ta không nên quá phụ thuộc hoàn toàn vào Design Idea với những nội dung phức tạp. Hãy vẫn cố gắng trang bị cho bản thân kỹ năng và tư duy thiết kế để hướng tới những slide sáng tạo của riêng mình, không quá dập khuôn, gò bó. Và cuối cùng, Design Idea còn ứng dụng được với cả bảng và biểu đồ, giúp cho những slide báo cáo của chúng ta không còn quá đơn điệu, thô cứng, mang hơi thở hiện đại nhiều hơn thay vì những con số căng thẳng. Một người bạn tuyệt vời, đáng tin cậy để chúng ta cùng đồng hành trong môi trường công sở. Cảm ơn bạn đã ủng hộ video của NiceSlide. Cùng follow fanpage và kênh YouTube của NiceSlide để đón xem những video hướng dẫn PowerPoint chất lượng và chuyên sâu nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.